Thưa quý vị, Phú Mỹ Dance Club là một câu lạc bộ gồm những học sinh yêu thích những chủ điệu hiện đại của trường Trung học phổ thông Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Phú Mỹ Dance Club không chỉ là nơi để thỏa sức đam mê mà còn là sân chơi lành mạnh cho học sinh nhà trường sau những giờ học căng thẳng. Sau những giờ học căng thẳng, sân trường vào các buổi chiều chủ nhật hàng tuần là nơi các thành viên Phú Mỹ Dance Club xả stress. Tại đây, các thành viên luyện tập, chia sẻ và cùng nhau rèn luyện những vũ điệu từ đơn giản đến phức tạp. Phú Mỹ Dance Club, trường Trung học phổ thông Phú Mỹ, thành lập đầu năm học 2019-2020. Sau khi vào đây thì là em học hỏi được rất nhiều về những người chị đi trước, những người đàn anh đàn chị, là em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về nhảy, rồi khi sinh hoạt, khi tập với nhau rồi có rất nhiều kỷ niệm vui với nhau, nên em rất là thích câu lạc bộ. Em sẽ tổ chức những buổi giao lưu học hỏi với những biên đạo nổi tiếng hay là những dancer để có nhiều kinh nghiệm về kiểu một buổi workshop cho mấy bạn để mấy bạn có thêm kinh nghiệm, rồi truyền lửa cho mấy bạn là tiếp tục niềm đam mê của mình. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 10 thành viên. Chưa đến 5 tháng, số lượng thành viên tăng lên, đến nay đã có hơn 40 học sinh tham gia. Yêu thích những động tác nhảy hiện đại, các em nỗ lực rèn luyện, tự biên đạo thêm những vũ điệu từ các trang mạng và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Từ nhỏ thì em đã có đam mê nhảy và từ nhỏ em rất là thích nhảy, cho nên là em đã cố gắng tìm tòi và tham gia nhiều nhóm nhảy ở xung quanh địa phương em. Bên cạnh việc học tập thì sau đó bọn em có thể thả niềm đam mê và xuống tập và trình diễn cho các bạn những cái dịp và toàn trường có thể được hưởng ứng, và bọn em sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được thả cái niềm đam mê của mình và được tất cả mọi người cổ vũ vì điều đó. Tụi em nhận được sự ủng hộ và trợ giúp từ phía bên văn phòng đoàn, giúp đỡ tụi em trong khâu tổ chức rồi thêm thành viên hay là cách hoạt động của câu lạc bộ. Rồi khi mà diễn tập cho các buổi lễ quan trọng thì bên nhà trường có ủng hộ tụi em về mặt trang phục, về mặt thức uống, rồi đèn tập, rồi các thứ. Câu lạc bộ đen thì qua những hoạt động này thì các em, thì sau những giờ học căng thẳng thì các em cũng đã tham gia những hoạt động này và giúp các em vui chơi, giải trí. Mặc dù các hoạt động của câu lạc bộ rất là sôi nổi như thế, nhưng mà nhà trường cũng định hướng và chỉ tập trung cho các em những cái hoạt động phục vụ cho các ngày lễ trong nhà trường, hoặc là những cái hoạt động mà các em những ngày nghỉ, tranh thủ qua những ngày nghỉ để các em có thể tập trung cho công tác học tập nhiều hơn.